Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, với những nét vẽ thanh lịch và tư tưởng mới về nghệ thuật sơn mài, họa sĩ Nguyễn Gia Trí là một trong những người đi đầu trong việc tạo ra một khuynh hướng nghệ thuật mới cho mỹ thuật hiện đại Việt Nam thế kỷ 20. Ông đã chuyển những bức tranh sơn mài từ trang trí thành những tuyệt phẩm nghệ thuật và được mệnh danh là cha đẻ của những bức sơn mài hiện đại Việt Nam. Ông cùng với ba họa sĩ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Lân và Trần Văn Cẩn tạo thành bộ tứ danh họa nổi tiếng của mỹ thuật hiện đại Việt Nam: Nhất Trí, Nhì Lân, Tam Vân, Tứ Cẩn. Người danh họa tài hoa ấy đã ra đi vào ngày này cách đây 30 năm, ngày 20 tháng 6 năm 1993. Họa sĩ Nguyễn Gia Trí sinh năm 1908 tại xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ông học khoa hội họa của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và tốt nghiệp cùng khóa với họa sĩ Trần Văn Cẩn vào năm 1936. Họa sĩ Nguyễn Gia Trí thường vẽ phụ nữ và phong cảnh miền Bắc với cách xây dựng bố cục tranh theo hình thức bình phong lớn, bố trí các hình vẽ trên nhiều tấm rời nhau rồi ghép lại. Ở những bức tranh này, ông luôn mở rộng tầm nhìn thẩm mỹ, đặt cái cổ kính bên cạnh cái tân kỳ, cái lộng lẫy sang trọng cạnh sự giản dị mộc mạc, ý tưởng hy vọng đặt bên cạnh sự hoài niệm. Các tác phẩm của ông được đánh giá là đỉnh cao của nghệ thuật tranh sơn mài. Năm 1939, tại triển lãm do Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương tổ chức, họa sĩ Nguyễn Gia Trí đã làm giới mỹ thuật và công chúng Hà Nội kinh ngạc với những tác phẩm sơn mài được sáng tác theo kỹ thuật riêng của mình, nổi bật như cảnh làng quê, chợ bờ, hồ gươm trung thu, thiếu nữ bên hồ sen. Với những chất liệu sơn mài truyền thống như sơn then đen, sơn son đỏ, vàng quỳ, bạc quỳ, vỏ trứng, sơn cánh gián, ông đã đưa kỹ thuật sơn mài lên đỉnh cao, tạo cho tranh sơn mài một vẻ đẹp lộng lẫy với chiều sâu kỳ bí, vô cùng mới lạ. Bên cạnh đó, ông còn phối hợp lối in khắc với những phương thức sơn mài mới, đồng thời áp dụng các nguyên tắc cấu trúc tranh vẽ phương Tây để tạo những bức họa hiện đại mang đầy tính chất dân tộc. Nhiều tác phẩm nổi tiếng của ông được trưng bày tại Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội và Viện Bảo tàng Mỹ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh, như Bình Phong, Đình làng vào đám, Thiếu nữ bên cây phủ dung, Vườn xuân trùng Nam Bắc. Cái hoạt động nghệ thuật của ông, của cụ Nguyễn Gia Trí đấy, là cái hoạt động rất là tỉ mỉ, rất là sâu sắc và rất là chi tiết. Từ cái hình họa, từ bố cục, màu sắc để chuẩn bị tạo lên những cái tác phẩm sơn mài mà tên tuổi của ông đã được giới hội họa trong nước và cả thế giới ghi nhận. Tôi nghĩ là cái này là nó có tính chất học thuật cao để cho các cái thế hệ họa sĩ sau này là biết rằng cái lối làm việc, cái lề lối làm việc và cái phương pháp làm việc của những người đi trước nó là phải như thế, chi tiết tỉ mỉ như thế. Không chỉ giỏi sáng tác, họa sĩ Nguyễn Gia Trí còn đưa ra nhiều ý kiến nhận xét sắc sảo về nghệ thuật tạo hình, đặc biệt là nghệ thuật sơn mài Việt Nam. Những ý kiến này đã được họa sĩ Nguyễn Xuân Việt ghi chép, tập hợp và in thành sách. Nguyễn Gia Trí nói về sáng tạo, có giá trị nghiên cứu với nhiều nhà nghiên cứu và giới mỹ thuật nói chung. Có thể nói họa sĩ Nguyễn Gia Trí là một trong những họa sĩ tiên phong gắn bó với nghệ thuật tranh sơn mài Việt Nam. Ông đã dành cả cuộc đời cho sáng tạo nghệ thuật, tìm tòi phát triển nghệ thuật sơn mài. Những tác phẩm của ông đã trở thành mẫu mực của nghệ thuật sơn mài Việt Nam. Ông cũng là họa sĩ hàng đầu nổi tiếng nhất của nghệ thuật tạo hình Việt Nam hiện đại, với bút pháp bay bướm, màu sắc táo bạo, dung hòa hai dòng văn hóa Đông Tây bằng kỹ thuật điêu luyện. Không chỉ là họa sĩ hàng đầu về tranh sơn mài Việt Nam, Nguyễn Gia Trí còn là họa sĩ vẽ minh họa và biếm họa nổi tiếng. Ông vẽ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường,
các tranh ký họa châm biếm đả kích của ông được đăng trên báo Phong Hóa và Ngày Nay. Từ năm 1932 đến năm 1945, với bút danh RITG là cách viết tắt lấy từ những chữ cái trong tên Gia Trí sắp xếp thành. Bên cạnh việc vẽ minh họa cho các tờ báo, tiểu thuyết, họa sĩ Nguyễn Gia Trí hay vẽ biếm họa các nhân vật xã hội, nhất là các quan lại và dân biểu chỉ biết gật đầu hại dân hại nước, ăn trên ngồi trước là tay sai của thực dân Pháp. Thông qua các bức biếm họa của mình, ông tố cáo chế độ thực dân hành hạ bóc lột dân chúng với biết bao sưu cao thuế nặng. Nhiều bức tranh đả kích của ông được in nguyên khổ trên trang đầu của nhiều tờ báo, điển hình như bức tranh vẽ 5 con chuột đang ăn quả dưa hấu, đăng trên trang bìa số Xuân của báo Tự Do năm Canh Tý 1960 ở Sài Gòn, gây chấn động dư luận khi ám chỉ 5 anh em gia đình Ngô Đình Diệm đang đục khoét đất nước. Năm 2012, họa sĩ Nguyễn Gia Trí được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật cho 5 tác phẩm sơn mài, gồm Vườn Xuân Trung Nam Bắc, Thiếu Nữ Bên Hoa Phủ Dung, Bên Đầm Sen, Trong Vườn, Cảnh Nông Thôn. Năm 2013, các tác phẩm của ông được công nhận là bảo vật quốc gia. Có thể nói rằng, cuộc đời hoạt động nghệ thuật của họa sĩ Nguyễn Gia Trí là tấm gương điển hình về một nghệ sĩ chân chính, với tình yêu tha thiết dành cho dân tộc và khát vọng hướng đến một nghệ thuật toàn thiện, toàn mỹ. Chính nghệ thuật đã đặt ông vào vị trí những họa sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam.